Hello, xin chào tất cả các chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng shop Bá Cứng nha. Hôm nay thì em đã về cái dòng sữa tắm gọi là dòng sữa tắm Jack Rory. Đây là một dòng sản phẩm của Thái Lan nha mọi người, đang siêu hot luôn. Đây là một dòng sản phẩm made in Italy, và đặc biệt là dòng sản phẩm này nè, khi mà mấy chị sử dụng á, trời ơi cái mùi nó rất là thơm, nó rất là thơm. Không những thơm mà nó sẽ giúp cho làn da của mấy chị nè căng nè, rồi làn da của mình được mướt bóng cân bằng độ ẩm, và có cái một mùi hương nước hoa cực kỳ sang chảnh. Thì bây giờ em sẽ nói sơ qua về cái dòng sản phẩm này để mọi người cùng nhau là tìm hiểu và biết hơn về cái dòng sản phẩm này tại sao lại hot trong thời gian qua, và hiện tại là nó đang có rất là nhiều màu. Nhưng mà cái dòng sản phẩm này bên em bán chạy nhất á, là màu nâu. Màu nâu thì em đã hết hàng rồi. Màu nâu, cái màu nó như cái nắp như này nè, màu nâu và màu đỏ là hai màu là em bán siêu đỉnh luôn. Và đặc biệt khi mà mấy chị mà đã sử dụng được cái dòng sản phẩm sữa tắm này rồi á, thì em cam kết luôn mấy chị sẽ cực kỳ hài lòng và cực kỳ có thể là mua thêm rất là nhiều chai khác để mình mua về để tặng, hoặc là mua về mình sử dụng cũng khá là ok luôn. Thì đây là một cái dòng sản phẩm sữa tắm. Với cái dòng sản phẩm này khi mà mấy chị sử dụng nè, là mấy chị chỉ cần là gọi là mở cái nắp chai này ra. Đây, mở cái nắp chai dặn dặn nhị ra, dặn nhị nó như đó, dặn nhị như này nè. Sau đó mấy chị sẽ lắp cái vòi vào bên trong, và sau đó mấy chị dặn lại và sử dụng, nó sẽ có cái vòi như này nha, nó tặng thêm cái vòi như này nè. Cái mùi sữa tắm rất là thơm luôn nha chị. Và đặc biệt là cái mùi này nè, nó sẽ lưu giữ trong cơ thể của mình á là tới 4 đến 5 tiếng hồ. Cái mùi hương thơm nó khá là dai, và đặc biệt là khi mà mấy chị tắm xong cảm giác cái làn da của mấy chị được trắng hơn nè, rồi được mịn màng, và đặc biệt là cái mùi hương của nó quá sang chảnh. Thì mọi người có thể là không cần phải là xịt thêm bất kỳ một loại nước hoa nào trên cơ thể luôn. Thì đây là một dòng sản phẩm khá là hot, và cái mùi hương của nó cái mùi màu nâu thì nó cực kỳ sang và cực kỳ quyến rũ. Còn cái màu này thì nó sẽ hơi gọi là hơi đầm tuổi, gọi là hơi đầm đầm đối với những chị mà thích những cái ở những cái độ tuổi như là tầm cái độ tuổi tầm 35, 37 tuổi trở lên ấy, thì mấy chị nên sử dụng cái chai màu đỏ này. Còn đối với những chị mà tầm 35 tuổi đổ xuống ấy, thì có thể là sử dụng cái chai màu nâu nha. Cái chai sữa tắm là Test cái chai sữa tắm là Test Sorry nha mọi người. Đây là một cái dòng sản phẩm khá là hot, và đặc biệt là đang hot rần rần ở trên tất cả các trang luôn. Các trang làm đẹp thì đa số là người ta bơ rờ vào cái dòng sản phẩm này khá là nhiều luôn. Gọi là sữa tắm dây xích. Cái chai nhôm, cái chai này là 500ml và kèm vòi. Mọi người chắc chắn không còn phải xa lạ với cái mùi nước hoa nổi tiếng của Ý. Và cái dòng sản phẩm này với cái thương hiệu sữa tắm chăm sóc cơ thể và được yêu thích nhất tại nước Ý. Sữa tắm với cái hương nước hoa nổi tiếng khá nhiều mùi để các bạn lựa chọn. Và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này á, là cái dòng sản phẩm nhập khẩu nên mọi người á phải chờ hàng rất là lâu. Mà trong cái video này mà mọi người đã bắt gặp được cái video của bên em livestream giới thiệu về cái dòng sản phẩm này, thì hãy nhanh tay nhấc máy cho em qua số điện thoại hotline là 0355 838 057. Đặc biệt là mấy chị có thể là liên hệ qua cái Facebook bên em là Facebook Trần Thị E Lít chuyên sĩ mỹ phẩm, hoặc là qua cái trang Bayer bên em là mỹ phẩm chính hãng shop Bát Cứng, hoặc là mấy chị có thể là inbox ngay cho em qua số điện thoại Zalo là 0933 766 739, và số thứ hai là số 0773339279 để được đặt hàng nha. Đặc biệt là cái dòng sản phẩm này á, nó rất là thơm nè, mềm da mịn da ngay lần đầu tiên tắm. Thơm từ nhà tắm đến phòng ngủ và lưu hương từ 8 đến 10 tiếng. Cái mùi sữa tắm quyến rũ thơm kiểu sang chảnh, thơm ngọt kiểu vani với cái hương sen xạ hương, không kém nước hoa tí nào và không hắc, không rít da, không nhờn da. Tắm xong thì cái làn da của mình cực kỳ mềm mại luôn nha mọi người. Cái chai màu đỏ là cái chai này nè mọi người, là cái chai thanh long, mùi hương huyền bí được tạo ra từ 4 mùi đặc tính là ngọt ngào nè, hành nhân sang trọng nè, nhài Ả Rập nè, say mê của xạ hương và sàn gỗ hương, sự mê hoặc của vani phổ hộ phách. Và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này được review nhiều nhất luôn. Cái dòng sản phẩm này được gọi là sữa tắm dây xích, và đặc biệt cái mùi hương của nó được phương đông rất là hấp dẫn, và cái công thức chăm sóc da dưỡng ẩm độc đáo sẽ giúp cho làn da của bạn mịn màng và sạch thoáng hơn. Cái dòng sản phẩm sữa tắm này là dòng sản phẩm chăm sóc da được ưa chuộng nhiều nhất tại các nước châu Âu và đã nhanh chóng chiếm được tình cảm khi mà xuất hiện tại Việt Nam. Sữa tắm nước hoa sở hữu đa dạng về hương thơm và lưu giữ trên cơ thể khá là lâu, khiến nhiều người yêu thích và sử dụng hàng ngày. Đặc biệt được chiết xuất hoàn toàn từ những cái tinh chất thiên nhiên như dầu
dầu macadamia với tinh chất chậm lão hóa và tái tạo làn da, giữ ẩm tối ưu, nhẹ nhàng làm sạch làn da, giúp da luôn mềm mại và mịn màng. Đặc biệt là dòng sản phẩm này á, khi mà mấy chị mua về sử dụng á, là em cam kết luôn sẽ ưng ý, khi mà mấy chị đã sử dụng lần đầu tiên là em cam kết là sẽ không có một cái dòng sản phẩm sữa tắm nào có thể thay thế cái dòng sản phẩm này. Hiện tại cái dòng sản phẩm này bên em bán rất là nhiều mùi hương nhưng mà đang hiện tại là cháy hàng, và cái hai cái mùi mà bên em bán chạy nhất là mùi màu đỏ thanh long này và một cái mùi cái chai mà màu nâu nâu như nãy em nói đó, cái chai đắp màu nâu nâu như này nha. Đó, thì cái mùi của nó rất là sang, nói chung là nghiền lắm nha mọi người. Ai mà muốn sở hữu một cái làn da trắng, một cái nói chung là một cái làn da mướt mát nè, một cái mùi hương sang trọng và quyến rũ từ phương Đông, thì hãy nhanh tay liên hệ em ngay qua số điện thoại hotline là 0355 838057, hoặc là mấy chị có thể là liên hệ qua cái Facebook bên em là Facebook Trần Thị Alix chuyên sĩ mỹ phẩm, hoặc là qua cái trang Bayer bên em là mỹ phẩm chính hãng shop bát cứng, hoặc là qua cái số Zalo bên em là 0933 766 739, hoặc là mấy chị có thể là liên hệ qua cái Zalo thứ hai bên em là Zalo 0773339279 là được đặt hàng nha. Cái dòng sản phẩm này, sữa tắm này mấy chị đừng có bỏ lỡ, xài rất là mê, và đặc biệt là hầu như là tất cả các khách ai cũng khen về dòng sản phẩm này nha. Nhanh tay sở hữu nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn thành công, và muốn mua dòng sản phẩm sữa tắm chính hãng Italy thì hãy nhanh tay alo cho em qua số điện thoại hotline là 0355 838057. Bye bye mọi người nha.